Má rồi cô. Dạ. Má là đâm uống. Nhiều nhiều đi ha bà, để cho về đâm uống nha. Cho rồi. Bà con đây nhiều dạ, quá. Rồi. Bà lấy cái gì nữa không hay là cho dưa leo đồ đũa gì cho bó dạ, rồi. Em muốn ăn cái gì? Gửi gì nữa không? Rồi em qua đó lấy dưa leo nha. Rồi gửi cho anh, gửi cho em. Lấy con má luôn đi ha. Vậy là ai cũng lấy con má đi. Giờ con hốt hai nắm thì cho nó dễ nha. Rồi em qua đó luôn nha. Rồi qua đó giùm chị nha cô bé ơi. Trước đó khi mà mình với lại Ngân và chị Ba vô hái đậu đũa, lúc đó thì Zét cũng muốn hết rồi các cô chú anh chị các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay thì còn lại một ít nè, mấy chị em cũng sẽ cắt cho hết luôn. Đậu đũa thì cũng đã ăn được mấy tháng trời rồi, nên là bây giờ cũng đến lúc là cái vàng nó bắt đầu muốn hết trái rồi. Chuẩn bị là mình trồng lại cái khác. Dạ, ở đây thì có mấy cái trái khô như vậy nè. Hôm nay là mấy chị em để nó già và nó khô như vậy, sẽ dập ở bên trong cho mọi người cùng xem nha. Đây, ở phía bên trong thì ngày hôm nay là cái hạt đậu nó như thế này nè, là nó đạt tới chín mùi, độ chín mùi rồi đó. Nó giống như là hạt đậu đen vậy đó các cô chú. Cái này mình đem vô mình phơi á, nghe nói là nấu chè ăn sẽ rất là ngon luôn. Cho nên là mấy chị em sau khi mà thu hoạch xong cái phần đậu đũa này á thì cũng sẽ thu hoạch luôn cái phần đậu khô này trong thời gian sắp tới để mà mình đem vô mình phơi. Mà trước mắt thì mình sẽ thu hoạch mấy cái trái đậu đũa còn sót lại nè. Mấy trái non và ngon như vậy nè. Mình hái lần mình vô mình thà gửi tặng đến cho mọi người luôn. Đây. Này là hôm nay là mấy chị em mình đi vét đậu đũa. Em muốn hết rồi. Đi dài dài ra phía trước. Ở phía trước thì chị Ba với lại Ngân và chị Út Nhàn á đang kiếm mót kìa. Chị Út Nhàn kiếm được nhiều chưa? Hôm trước á là khi mà mình vào ha là mình chỉ việc là cắt thôi. Hôm nay là mình phải đi tìm. Chị Ba tìm kỹ nha. Ở đây nhiều không chị Ba? Được dây bó nữa hả? Ôi, cái trái này nó ngon nè. Chẳng những vậy em còn có một túi dây hung trong quần nữa đó, để buộc đậu đũa nữa. Nè, xích trong đây được cũng nhiều nè chị. Sắp tới mọi người muốn trồng cái gì? Chuyển sang đậu que nha. Khổ qua với mướp phải không? Đậu đũa trồng rồi thì cái vàng ở đây là mình sẽ không trồng đậu đũa nữa, mình sẽ đổi qua chỗ khác rồi. Đất này mình sẽ trồng, bắt đầu trồng cái khác. Ngoài vườn nhà của mấy chị em á, tuy là đậu đũa thì sắp hết trái rồi, nhưng mà đổi lại thì rau má cũng rất là nhiều luôn. Từ đây nè, dài vô trong kia luôn là nguyên một lúng luôn đó các bạn ơi. Cho nên là mấy chị em cũng sẽ cắt cho mọi người á. Ai thích ăn cái này là làm được món gì chị ba? Nấu canh hả? Nấu canh thì ăn mát. Rồi ăn sống cũng được phải không? Hoặc là xì sinh tố mình uống á, cái nước rau má rất là ngon luôn. Nên là bây giờ thì sẽ cắt vô nha. Dạ. Rau má đậu, rau má dừa. Tốt. Rau má mít. Tới đâu nè? Chưa. Ồ, vô leo quá chừng luôn nè. Bên kia kìa, nhiều trái lắm luôn á. Có cái xài ngoài đó không? Có em. Nè, cho em gửi á. Nó còn nhỏ lên. Ngoại sao lưng. Ngoại sao lưng. Cái dây này giống khổ qua quá ta. Cái này nó hư rồi. Nằm dưới đất nó hư rồi. Cái này nó to.
còn mới chứ nó có gai gai ha chị ha. Nó hay bị sót á chị nhỉ. Bữa nay mình hái thì nó là dưa leo, mà ngày mai miếng mà bị sót thì nó thành dưa heo. Cảm ơn. Thì nó bự quá gọi nó là dưa heo. Đây có quá trời luôn nè. Dưa thì cực kỳ ngon luôn. Một ký rưỡi đậu đũa. Hôm nay thì đậu đũa cũng gần hết rồi, cho nên là mấy chị em chỉ thu hoạch được bao nhiêu đây thôi. Ngoài ra thì ở đây cũng có được thêm nữa là một xề dưa leo nè, ba xề rau má, và có bên đây là cái rau dịu cũng rất là ngon. Mấy chị em hôm ngày mình hái cái mình để dành lại với lại rau dền á, cũng bỏ vô trong bọc, bây giờ chuẩn bị mình sẽ cần. Cái này chắc mấy bọc nha. Khoan, lấy cái bọc sẵn đi nha. Em định để chung với cái này luôn được không? Không hết đâu. Chị ba em đổ qua luôn nha. Đổ. Rồi, dạ. Còn cái kéo rồi. Ôi, mới hái còn ra không? Từ gì này tết lắm nè, về ăn sống chấm cá kho nè. Ôi, 11,9 kg. Nè, kiên luôn. Chưa, từ từ. Rồi. Nó bọc rau dĩ như vậy. Hai ký rưỡi. Đó đó. Đi. Rồi, để xuống đi, ập qua. Dẻo ha, gần cái rưỡi là xíu, cái rưỡi vậy thì thấy nó sờn xào cho nó nhiều lắm. Thêm 2 kg đi. Hết okay. Không? Chắc hết rồi. Xíu nữa. Rồi 2 kg. Cắt cái này đúng lông. Hai ký nhấp chân mà có phước. Nãy giờ là hai ký. Hai ký. Nhẹ. 2 kg rau má. Với heo à. Này chắc cũng cỡ hai, không biết tới 2 kg không, chắc không tới đâu. Ký rưỡi. Chưa à, còn nữa. Ký rưỡi đó. Ký rưỡi được rồi. 3,5 kg.
cắm 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 cắm. Trời ơi, bà cái giữ mà nghiêu quá. Bọc 20kg. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 thì mấy chị em là thu hoạch được là rau má giá là 20.000 đồng, 3,5kg là 70.000, đậu đũa giá 10.000, 11,5kg là 115.000, dưa leo là 12.000 đồng 1kg, 11kg chính là 142.000, rau diệu là 20.000, 2,5kg là 50, tổng cộng luôn là 377.000. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là nhà hảo tâm, người ẩn danh, trao tặng đến cho các bà con ở xóm Cồn những cái phần đồ gãy rất là thơm ngon luôn. Bao gồm thì sẽ có đậu đũa, dưa leo, một ít rau dịu, rau dền, cộng với đó là rau má để mà gửi tặng đến cho mọi người nha. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng đến từ Mạnh Thường Quân, đó là nhà hảo tâm, người ẩn danh. Chúc cho người ẩn danh lúc nào cũng sẽ có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ thì sẽ bắt đầu hai mặt để mà phát tặng cho mọi người. Dạ. Dạ. Chào bà. Bà ăn cái gì? Bà ăn rau má rồi cô. Dạ. Má là đâm uống. Nhiều nhiều đi hả bà, để cho về đâm uống. Để cho bà con đây nhiều quá. Dạ, rồi. Bà lấy cái gì nữa không hay là? Cho dưa leo rồi đũa gì cho bó. Dạ. Em muốn ăn cái gì? Gọi gì nữa không? Cô cậu. Rồi em qua đó lấy dưa leo nha. Rồi gửi danh gửi cho em. Lấy con má luôn đi ha. Vậy là ai cũng lấy con má đi. Giờ con hốt hai nắm thì cho nó dễ nha. Rồi em qua đó luôn nha. Rồi qua đó giùm chị nha cô bé ơi. Rồi. Rồi ăn gì bé? Dạ cô xin rau dịu. Tí ơi xin con dịu đi đừng con. Rau dịu hả bà? Rồi. Em muốn ăn cái gì? Lấy rau dịu đi. Rồi. Đậu đũa phải không? Dạ. Dưa leo. Cảm ơn cô. Giỏi rồi, em có ăn gì nữa thì em lên trên lấy nha. Cái má gì chị? Rồi, chị lên trên lấy thêm nha. Ăn gì chị? Rồi. Dạ, lên trên lấy gì thêm. Rau má đi cô, rau má. Rồi, người ăn danh để tặng. Rồi, cô có muốn lấy gì thêm mình lên lấy nha. Cái bọc bị dắt lên. Rồi, cái đi con. Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn. Em ăn gì? Trời cái tô. Đây nè con. Chắc tưởng đồ ăn, xin đồ ăn quá. Em ăn gì? Lấy gì cho mấy rồi, dạ. Hả? Hả? Em muốn lấy gì? Em muốn lấy gì? Nhưng mà em muốn ăn con má. Qua, em muốn ăn con má kìa. Em ăn con má không hả? Rồi, của em đây. Rồi, qua đó lấy thêm. Rồi, qua đây em ăn. Lại là con má nữa. Đây, đưa gỗ đi chị, đưa gỗ đi chị. Dì leo. Con gái con ăn cái gì? Nè, bứng ghe. Nè. Cái gì có cái gỗ gì qua lấy dưa leo đi ha chị, tại cái gỗ nhỏ quá nó sẽ đổ quá. Rồi qua kia lấy đậu đũa giùm con nha. Mẹ con có lấy. Rồi tiến lên trên lấy thêm đậu đũa nha. Rồi ai ăn dưa leo lên đây. Còn nữa nè bé ơi, của em còn nữa nè. Đậu đũa luôn. Này nè, còn một ít nữa nè, lấy luôn đi chị. Dạ. Rau dịu không chị? Hết rau má, tới rau dịu nha. Rau dịu với rau dừa. Hàng khá dài nhưng mà sắp hết rồi, gửi danh gửi tặng. Rồi, gửi danh gửi tặng. Này, gửi danh gửi tặng. Mà ít quá thì nó sẽ lép vô. Nè để chị lấy hết cho. Giờ chỉ còn dưa leo thôi. Em dùng dưa leo cho mấy cô nha. Em ăn rau nha. Giỏi. Người ăn nhanh gửi tặng. Hết đậu rồi chú ơi. Dạ người ăn nhanh gửi tặng 5 phần. Dạ 4 phần nữa đó chị. Mình chia đi ha. Rồi sao? Nè 4 với đâu là 4 là đủ. Rồi. Yeah, thông cảm giùm chị nha, tại vì không có đủ số lượng, giỏi lần sau thì sẽ cho thêm nữa. Dạ. Rất là cảm ơn người nhà hảo tâm là người ẩn danh luôn đã phát những cái phần rau củ đến cho các bà con ở xóm Cồn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Dạ. Yeah.